Đây cả nhà ơi, đây là như đó hứa bác buổi chiều bác đó quay lại đón nhóm của toàn đi chơi ăn hải sản. Đây bác đây. Giờ vào để đi tới cái quán rồi toàn tiếp tục quay nha cả nhà. Bác đi hai xe rồi. Một xe đó mướn để cho mấy anh em YouTube đi nữa. Với lại thợ cưa. Đi xe đó. Này, giờ thằng lên xe nè. Hello. Chào. Quay lên đằng trước ngồi nè. Dạ, trước rồi. Cứ quay đằng trước đi. Quay đằng trước nè. Thôi, được rồi, được rồi. Đây, tới chỗ rồi, cả nhà ơi. Ôi, bầu trời, mặt trời lặn đẹp quá. Mặt trời lặn xuống biển. Này đi này này đi cũng khá là đông. Cảnh biển sông Thì Dải. Hôm đó gào mà bác. Bên kia có hàng gào rồi. Miên toàn. Đây có cái quán này quá trời mát rồi, cạnh bờ sông nè. Ồ. Cái quạt nó không có bắt quạt đó mà nó quay vậy đó cả nhà. Gió á. Vô đi. Dạ. Bác toàn chưa về đó kìa. Đây cả nhà ơi. Hello. Hello. Thiếu sáng. Tôi còn hào nè. Ốc hương. Nghêu. Cái này sò tổ phải không? Bạch tuộc còn sống đây nè. Sò tím, ngao tím. À, không, cái bạch tuộc còn sống luôn, nhăn luôn nè. Ý, cái này giống giống lẩu chua, giống giấm nha. Giống mẻ. Bạch tuộc. Bạch tuộc sống. Hơi đơ đơ rồi. Nó là gì nè? Nè. Này loại bự hơn nè. Chị chủ quán. Sáng chân. Ồ. Đây là dán ép. Ở đây bờ này quá trời mát luôn. Thoáng mát sạch sẽ. Bên kia có hai cái nữa kìa. Cái view cái gì cái view chụp hình nè anh Mắng. View chụp hình nè. Đây câu cá luôn. Cái cầu bến nè. Đây câu cá kìa. Này nước chắc nước ngọt quá. Bác mới kêu cái món lẩu cá mú. Nãy bao nhiêu bánh có thấy gì không ạ? Cái đó cái bãi bờ sông. Dạ. Sông Thị Dải gì đó. Nước đang lớn cạn mà. Không biết nó mênh mông quá không biết lắm. Ủa, bánh có cái miếng tông gì mà thấy được đấy, nó có cái dốc đứng lên thấy tông nuôi nuôi ngoài đó nó cái đùng ta nuôi đùng. Dạ. Hào này nuôi mấy cái tôm thiếp gô ta chắc như là cái nó đeo cái tôm nè tôm thiếp gô nè.
Người ta đục ra. Ừ, cái con này đó là không phải đó. Treo đầy hết cái sông đó. Dạ. Treo nó buồn đầy hết. Ta mới đúng rồi, đập cái con lấy bia ra rồi ra đi. Nó còn dính miếng tôm. Dạ. Lấy bia ra rồi ra đi. Không sao. Ăn nhiều thì nó không tốt. Không tốt. Dạ đúng rồi. Không biết con thấy có nhiều người như treo vỏ xe nó mới ăn cái đó có nó có độc không? Độc dữ. Độc hơn nữa. Trời ơi, cái đó có hào thiên nhiên á, nó bám vô những cái thành nãy á. Dạ. Thành trụ xi măng à. À đúng rồi. Dạ. Bãi đá trong gần đó. Bãi đá gần đá. Với mấy cái hộp đùng của người ta đó. Mấy cái có cái đục với cái búa nóng nóng lấy ra mấy cơn nữa đó thiên nhiên á. Tốt. Đây là giờ ra món rồi cả nhà ơi. Món hấp hương, hấp luộc xả. Có rau găm trên lớp mạt đó. Rồi thôi, hân hạnh được năm nay mình biết ha. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ, chúc con mọi công việc ăn sự như ý trên bước đường làm ăn. Dạ. Cũng nhân đây em chúc cầu chúc cho ơn trên đó là cho gia đình anh tìm lại được tư. Dạ. Dạ. Nguyện với lòng thành kính của em. Dạ. Xin từ trên về để độ cho là gặp nhau để nhận tổ quy tông. Dạ. Để cho đoàn tụ gia đình. Dạ. Điều đó em rất mong muốn. Lúc trước em cũng nghe anh điện một cái là mà bắt cái số điện thoại anh, cái em về em nói với mấy đứa con anh tiếc nó sao vậy không, tại vì cái đó là tìm được người ta là quý dữ lắm. Dạ. Cho nên em cũng mong cầu gặp được anh, mà nay hình như cái duyên đẩy đến nhờ cái ngôi chùa đó mà anh lại cũng nói gần cái chùa đó là muốn như là mình cái duyên. Dạ, hồi sáng em tự nghe em sư em bức mình. Dạ. Dạ. Rồi rồi em mời em đi. Dạ. Rồi mời tụi con. Rồi mời tụi con. Dạ. Ừ. Ồ, ngon không? Cái này là cái rượu này thường không? Sáng á là người ta phải uống vài chung trà. Dạ. Chiều uống vài chung rượu vậy đấy cho nó giãn dân. Cái rượu này nó hơi nặng hơn miền Tây nha. Dạ. Dạ. Rượu ở trên miền Đông thì nó hơi nặng hơn ở miền Tây. Dạ. Dạ. Ăn đi con gái, rồi ăn đi. Dạ. Ốc hương này con cũng bự. Anh cảm nhận thử anh thấy. Nặng. Nặng ngon. Nước này của nó rất là cực kỳ á. Càng rộng ha. Nói lên nghe. Ào ào cái đầu rộng đó của anh ạ. À. Cái đó hồi này quốc cái em món khác. Ngày nào á. Em đi nhậu là em mới có cái này. Là em nhậu được. À. Là em ăn bữa nay là không biết bao nhiêu năm mà em đi nhậu là em phải có nó. Dạ, dạ. Còn không có là em đi đám cưới em không phải đem theo. Ờ vậy thì dinh với em nhiều lắm nên nữa anh nhậu vô đây là nhậu như đậu rồng. Đúng rồi, giờ cái tấm cá kho, cá kho hay dạ, là nhiệt, mắm, mắm chân này cái nọ rất là ngon. Dạ. Mà không có nó là em dạ. Không nhậu được. Dạ, dạ. Thì quen rồi nhưng mà ăn nó cũng có cái vị thuốc. Đúng rồi. Dạ. Cái nó hấp cơm mà cũng ngon lắm. Nó... Em là thích ăn sống. Dạ. Dạ, thích ăn sống chứ không có hấp cơm. Dịp nào con mời bác xuống nhà con chơi. Okay, có dịp phải đi xuống dưới. Dạ. Bên miền Tây chứ. Dạ. Dạ. Con đi con ha. Ừ. Để cái đó cho em mà chăm. Chị mới đem mấy cái cá nâu kho ra nè. Cá nâu bự dữ thiệt chứ. Dạ. Không một hồi còn con cá bốn muốn nữa kìa. Dạ cá nâu á. Ôi trứng á. Bắt đi. Đi trứng á. Không nó nóng sẵn rồi. Nó nóng sẵn cái này mình chỉ hâm thôi chứ nó... Cái này chấm đậu gồng của bác là hết bài. Ăn cơm trắng ăn với cá. Đỡ trên cái bà. Có sớm mấy cây đậu gồng em lại mới hái hoài là ta không chịu thuốc mà cái đó là hái vô là ăn ngọt liền luôn trái nó non hơn dạ,
ta bán lấy ra dạ, tiền nó hết ngọt rồi. Dạ, dạ. Nhưng mà bán ở dưới tại vì như vậy ta mới được nói nặng ký. Dạ, em về Cần Thơ đó. Em mới trái gì nữa nổi nổi. Về Cần Thơ ông ăn đám cưới của thằng em của bây giờ là lên trưởng phòng quan sát giao thông Cần Thơ rồi đó. Dạ, dạ. Em nói bạch đãi cái gì đâu, mực cái gì làm em đâu đâu đâu. Cái em ra ngoài thấy cái hàng rau rồng đây. Trời em ăn rau rồng đã quá trời rồi, sướng. Dạ. Cái gì chứ? Đây, đi em. Rồi mời, vô. Dạ. Hôm nay cũng có cái duyên rồi. Ăn anh được gặp anh. Đó, có cơm trắng đó. Đó. Cơm trắng, bún bài luôn đó. Không, không, còn lẩu không chưa đũa nữa. Ồ, thôi. Cá tai tượng. Cá tai tượng. Cá tai tượng. Em ở nhà em. Tí không phải lộn lộn. Cá bông mú. Cá bông mú. Con nhớ bông mú. Dạ. Có. Lùa bắt á. Dạ. Cái lùa đãi bắt á. Cái đó chiên giòn. Cái đó còn tới nhà mà con cho bắt vô bắt bắt luôn. Cái đó chiên xù bắt chạy. Cho bác, cho bác. Sao? Đi nhà đâu đâu đâu. Ăn đi ăn được nhiều không? Trứng nè, trứng nè. Còn cái gì? Ăn đi, ăn đi. Đây nè, trứng. Ô cái cặp trứng. Giờ mới đi. Ăn không? Ừ. Đó, trứng đó không? Đó, trứng đó. Ủa cái trứng nó hồng hồng đã ha. Ừ đúng rồi. Đây, đậu rồng có ăn không? Đậu rồng. Đó, ăn đi. Hết của bác sao? Không không. Bác đây một xô theo luôn nè. Ướp nước đá là nó giòn giòn ăn đã lắm. Làm cameraman mà chảy nước mãi, chảy nước dãi. Cái nhìn trứng cái nào hồng hồng kìa. Có nhiều cái của này trứng. Vậy ta bình luận vô. Dạ. Mới cưa cây hoài thì cũng chán. Dạ. Không anh. Vô các ăn uống nè. Dạ. Đi tham quan du lịch nè. Dạ. Để cho cái da dạng nó phong phú. Phong phú. Dạ. Chứ mà coi đi cưa cây hoài ghét nó có món cũ soạn lại hoài. Thôi vậy. Trời ơi. Da dạng chút. Không mà cái chỗ đó đi vô trong chân núi á nha. Cảnh chùa đẹp lắm. Dạ, dạ. Tuyệt vời. Nhà vô sát chân núi. Dạ, có nhiều chỗ. Dạ, đúng rồi. Dạ, hàng như ở cái, đây mà anh lấy cái hang Sơn Đoòng thấy trên TV thôi chứ mình không đi được đâu. Dạ. Đi được ngon đồ ở. Dạ, đúng rồi. Nhiều nơi là phú quá. À, đi còn nhiều nơi lắm. Ăn học đi nha. Cứ ăn học luôn đi. Ăn hết đi cho để mình. Đó, cá cứ ăn hết mình cứ đây, là Tường múc cho tàu một cái chén hồi nãy cho Tường cháy nước giải luôn. Đó, trứng đó, trứng đó, ăn trứng. Đây cả nhà ơi. Trứng tổ trứng. Trứng dân. Ăn gì bỏ mấy đó. Đây. Em thì mình là gốc Tiền Giang mà anh. Em là nói chung là 10 tuổi rồi đến lên đây rồi. Dạ. Nói chung là đã dùng tàu. Dạ em ở ngay cầu Cà Lậy. Em thì ở cái bè đi dạ, nó gần đó. Nhau có 30 dạ. Mấy cây bè. Cải bè thì em có ông bác ở bến xe cải bè cũ. Dạ. Ở bến xe cũ á. Dạ, đi dạ là ngay đó em có về thăm mà ông bác cũng mất rồi. Dạ. Rồi thì ông già mới ra ngoài Vũng Tàu lập nghiệp ở Bãi Sau. Dạ. Ở Bãi Sau rồi sau này ông bán chỗ đó rồi ông mới về đây. Dạ. Ông về đây là tới lúc còn ông già ông mất luôn. Dạ. Rồi em thì lúc đó em mít ở đây, em ở Sài Gòn, em đi làm. Em làm bên cái ngành du lịch túi xách này nè. À, yeah, yeah. À, em làm may luôn á, mấy cái đó là em về em cắt em may luôn á, thế tướng em vậy chứ. Yeah, yeah. Ừ. Em là em yeah. Làm gia công cho mấy cái tụi Hàn Quốc. Đây có ngủ gì không? Dạ, à, mình thử ra. Rồi về đây. Về đây nói chung cuộc sống mà nó cũng lên lên lắm. Thì mình, sao bởi vì mình phải cố gắng phấn đấu dạ, là cố gắng làm cái gì cũng làm cố gắng để cho mình cái nhà có cái vượt qua cái khổ cái gì dạ. 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 Đúng rồi dạ. Dạ. Nhưng mà dạ. Mình làm cái gì đó là dạ. Cảm thấy là mình có không chúng là đều tốt là ok tốt ông trời dạ ông thì ông trời mà ông đâu có cho mình nghèo hoài thì nhưng mà
cái cơ hội ông trời ông cho mình chỉ có một lần thôi, đúng rồi. Dạ, thì mình nắm bắt được, nắm bắt thì còn được. Nếu mà ông đã cho mà mình không nắm bắt được dạ, đúng thì rồi, mình dạ. Cũng quý hoặc như thế nào dạ, đó thì cuộc sống nó trong cái Phật pháp nó là như vậy đó. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái đó là cái cơ duyên dạ, kết hợp với nhân quả nghiệp báo nữa. Dạ đúng rồi, kết hợp với lại là thiên thời địa dạ, lợi nhân hòa trong đó nữa. Đúng rồi, nó phải tác hợp nhiều cái nó mới tạo một cái con người vững chãi cứng rắn lắm. Dạ, nói chung cái gì cũng phải là như là mấy đứa em cũng khuyên hoài cho trẻ thì mình làm sao mình sẽ tạo đồng ý ăn cho nhà mới tạo cái gì đó trong cái cuộc sống của mình phải dọn đường cho mình đi. Dạ, đúng rồi, hướng của mình phải cái gì mình phải đánh cờ ta phải tính trước. Dạ, được mấy như, nước như em vậy là em ổn định với em là từ 40 em từ năm 40 bắt đầu em mới từ từ ổn định. Tại vì em bị cái ngày xưa nói chung trong cái cuộc sống anh nó không có gọi là mình không có gì để gọi là một cái bức đạp hết á. Sống là chỉ biết như tỷ đi làm thôi hay hoặc đi làm gì nó chưa nó có một cái bước đạp. Dạ, nó chưa có một cái bằng đạp nào để gọi là để tạo đà đó. Dạ, để tạo đà. Nhưng mà nói chung cái cũng ham vui. Dạ, ham vui thường thử ra cái gì ham vui thường thử không uống đá không uống đá ham vui nhưng mà cái vui đó cái rót rượu lên thành ra cái sống dài đó anh chiếc cho chanh thêm một miếng cho nó đậm đà chút xíu mình sống vui sống khỏe thoải mái thôi đừng có buồn đau. Đúng rồi, em cái gì cái cuộc sống em là thật sự em là vô tư, cứ nằm xuống là ngủ, đi ra đường là cười. Rồi xong công việc mình nó có căng thẳng cái nào á, ba ngày ba ngày đặc biệt em không có nhân đây là cũng em có xem được cái clip này mà có anh Trí này có cái bà chị thứ tư đã thất lạc nhiều năm là hồi thời bao cấp đó. Dạ. Là chỉ Ngô gì anh? Dạ, chỉ là Ngô Minh Nguyệt. Ngô Minh Nguyệt. Dạ. Là... cha là Ngô Văn Thế. Ngô dạ. Văn Thế. Dạ. Mẹ là Trần Thị Lịch. Dạ. À, mẹ là Trần Thị Ba. Dạ. À, bà ngoại là Trần Thị Lịch. Dạ. Dạ. À, chị hai là Ngô Minh Châu. Dạ. Dạ. Ngô Minh Châu rồi mới tới ông anh thứ ba là Ngô Văn Bình. À. Rồi thứ ba, thứ tư là chỉ là Ngô Minh Nguyệt. Dạ, dạ. Thứ năm là Ngô Minh Hoàng. Dạ. Thứ sáu là Ngô Minh Thơ. Dạ. Thứ bảy là Ngô Minh Nhị. Dạ. À, ông già cho hết một người là con. Ngô Minh Nhị là cái chị phải không? Cái chị Ngô Minh Nhị. Dạ. Dạ. Chị đó hình như là mất mãn phần á. Dạ, dạ. Chứ mất này chắc cũng được gần 10 năm. Dạ, dạ. Rồi một chị cho là cái chị đó hiện tại đang ở Tiền Giang. Dạ. Ở La Cua. Dạ. Đang ở La Cua, chị đó đang ở La Cua Lắc Biển. À, về cái hướng đông trường Lắc Biển. Dạ, dạ, Lắc Biển. Giáp với là Đồng Tháp. Ngay chỗ ông mà ông Phật Cao Đài có một mắt chạy vô. Dạ, 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 dạ. Rồi tới em là Ngô Minh Chí, em là út nhất. Dạ, dạ. 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 Nhà là qua chợ ngày xưa là đi ở đất của bà Tư Di. Dạ, dạ. Đất của bà Tư Di, ở đậu đất bà Tư Di á. Dạ. Ông đường cái ông Ba Mắm đi xuống qua cầu Ca Lệ chút xíu. Dạ, dạ. Kính thưa quý ông bà cô bác mà trong nước Việt Nam mình là tại vì cái nỗi đau mất người thân là đau trong lòng lắm, mình cũng hiểu được cái điều đó, cho nên hôm nay là nhân cái duyên lành này mà anh Trí này đã gọi cho mình là hồi hôm Tết bằng cái điện thoại này nè, cho nên cái điện thoại này nó đặc biệt có cái là 10 cuộc gọi đến là bắt đầu cái cuộc gọi thứ 11 là nó sẽ bắn, cho nên em về em nói với cái đứa con em là có một cái anh ở ngoài Bà Rịa, anh nói là tìm người thân vì nhờ ba để tìm dùng chia sẻ lên, tại vì cái mạng của YouTuber là du khỉ là được nhiều người xem đó, nhiều người ủng hộ á, là chắc được nhiều người nhìn thấy, cho nên là anh gửi gắm cái là bây giờ mất tiêu, cho nên á là em nói là tiếc quá. Rồi thì tự nhiên hôm nay có một cái duyên lành là mình cưa cây cho chùa, chùa Ngọc Phật.
chùa Ngọc Phật ở Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái cho nên là mới thấy được anh Tí anh nhắc lại cái câu đó cho mình mừng. Ô hô, vậy là đúng rồi. Tắt đi, tắt cái chuông liền. Rồi cái là mới được như vậy cho nên là xin bà con ai mà có thấy được chị Tư nói như trên hồi nãy đó, Ngô Minh Nguyệt đó, chị Ngô Minh Nguyệt à, rồi bắt đầu là điện thoại vô cái số cho anh, số anh số máy anh đọc lên đó. 0937 0937 283 678 678 gặp dạ. Bác Chí dạ. Dạ. Ngô Minh Chí dạ. Là bây giờ đó là em của Ngô Minh Nguyệt. Có người thân nào mà đang sống chung với chị Tư đó thì xin là gọi điện thoại vô là hoặc là điện thoại vô trong cái kênh vô khỉ, nếu mà ngại gặp người thân thì gọi cho mình. Rồi cái người nào mà gọi được đó, anh Chí sẽ có một dạ, cái hậu tạ dạ, cũng hậu hĩnh dạ. Đó là nó như thế đó dạ, đó anh Sáu anh có kêu em dạ. Đó là cho để anh hậu tạ em đó dạ, dạ không để em giúp cái hậu không dạ. Có biết là Tùng không có nhận rồi, nhưng mà anh nói là cái người nào báo á dạ, có tin được á dạ, anh sẽ dạ, là hậu tạ hậu hĩnh dạ, tại vì đang tìm người thân dạ. Đó là tha thiết yêu cầu xin bà con cô bác trong nước Việt Nam mình đó dạ. Là tại vì chị Tư đó là hồi đó là thất lạc ở Việt Nam tại Tiền Giang dạ, đó cái lại là bây giờ là chỉ độ là khoảng sáu mấy anh dạ, chị chắc cũng 68 khoảng 68 tuổi. Dạ, ông anh thứ sáu thì tuổi con trâu à, còn ông anh thứ năm thì chị thứ tư à, dạ, ông anh thứ năm thì là 62 chị cũng cả 68 68 dạ, rồi tuổi khoảng chặn 68 chị giận gia đình á, chị bỏ đi dạ. À, gia đình ha dạ. Thôi giờ chị Tư ơi, mà chị đừng giúp giận chị đi nha em, mà còn dạ, em giúp giận chị, mà nếu mà chị xem được cái clip này thì con cháu à, hai con cháu gì đó mà nếu chị còn giận gia đình đó, thì nhưng mà đừng có giận em, thì cho em hay đi, rồi chị buồn vì gì chị khóc cho em nghe, để em có gì để em chia hết cái buồn em chia phụ cho chị, rồi để chị có gì để quay lại gia đình là mấy anh em cũng như là tha thiết lắm. Với ông anh ở bên Mỹ á, ông Ngô Minh Sơn. Chị cứ khóc là khóc đi, hoặc là chị khóc với mẹ ông Năm gì đó ha, rồi hoặc là chị khóc với em đi dạ dạ thôi dạ, dạ thôi xin dạ, cảm ơn tất cả bà con mình rồi em xin cảm ơn các YouTube giả dạ. Mong bà con chia sẻ cái YouTube của anh Lưu Nghị để cho em được tìm người Mỹ. Dạ, nhưng mong cũng cảm ơn với quý bà con cô bác khắp miền đất nước, mong chia sẻ cái YouTube của anh Chu Kỷ này dùm cho Chí được tìm được người chị dạ, chị Tư, nhưng mà là con của chị Tư đó dạ, mà con của chị Tư nếu mà họ gặp được dạ, được cậu Úc á thì dạ, alo cho con của YouTube nhà dạ, của anh Chu Kỷ dạ, thì họ Ngô thì Ngô Minh Hư Ngô Minh Chí tìm Ngô Minh Nguyệt dạ, dạ. Dạ. Đó. Hồi nãy giờ bác Út cũng có chia sẻ là dạ, gia đình bác ông và bà tại vì để cho biết rõ nguồn gốc, nhận lại đúng nơi đúng dạ, dòng họ tổ tông dạ, mẹ thì chết bác trai còn ba tại cả lại bác trai còn à, ba thì mất ở đây à, vậy hả, vậy là hai bác mất hết rồi, ngoại thì rồi, mất dạ, ở đây dạ, mẹ thì mất ở cả lại dạ, dạ. Dạ. Cái mẹ mất thì chỉ biết ở với Cà Lậy thì à, dạ, em về em hốt cốt rồi dạ, dạ. Dạ, em có về em hốt cốt với Cà Lậy ở đất là Tư Duy ở đường lộ cũ ngày xưa dạ, dạ. Thôi cũng cảm ơn cái YouTube của anh Du Khỉ, nếu mà mong các bà con ở miền đất nước Việt Nam nếu mà chia sẻ giùm cái clip này, mong Chí tìm được chị thì không biết nói gì hơn, ngàn lời cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Có một cái hậu tạ dạ, dạ. Nói nếu có tin cái YouTube này có ai biết thì mong gọi cái số điện thoại giùm cho Chí là dạ, mấy đứa này mới bốc á, nó vừa nói điện số điện thoại nhưng mà nó có cái số điện thoại trên dạ, hình dạ, nó hiện lên dạ, trong vòng 10 giây hay gì đó dạ, dạ, dạ. 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 Con cũng mong cô Tư xem được clip này và sẽ nhận lại bác Út để cho gia đình dòng họ được vui mừng.
và con cháu được đoàn tụ. Không, anh nghĩ là cái gì này thì anh là sẽ tìm được người chị. Không, anh nghĩ là chắc chắn như vậy. Cái này là cũng như là nhờ mười phương chư Phật đổ, tại vì mình bữa nay làm bác nói mà bác muốn rớt nước mắt là cả nhà. Em thì em tính đi miền Tây nhưng mà dịp trùng dịp thì tự nhiên anh lên đây anh giúp cho chùa. Dạ, anh giúp cho chùa ở trên Tân Thành và thì chúng Tàu gần nhà em. Thì vô tình em nghe được ông sư ông nói em mừng quá gặp anh thì hôm nay. Dạ. Chứ hợp mà anh tỉnh tới nhà em. Dạ, đúng rồi, em phải xuống với anh. Dạ. Tự nhiên cho anh em tới. Dạ. Dạ rồi. Có gì kính mời và nãy giờ cũng khá là lâu rồi, thôi Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây để cho mấy bác và mấy anh dùng cho ngon miệng đi cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, dạ, xin chào. Mong anh chị em chia sẻ dùm, dạ.